tất cả mọi thứ của ở Thiên Long Giang, Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ, Thiên Long Suối, Thiên Long Niết Bàn, Thiên Long Walnut, Thiên Long gì đó. Giao lại hết, giao lại cho chúng. Không có chung là con heo, heo rừng nó vô nó ở đầy. Con về em cho nên giao lại cho chung. Con về làm sao con theo sư phụ. Nhưng mà con không phải bay qua bay về đúng không? Bạn sư phụ là ở bển á. Bởi sư phụ có nhiều đệ tử lắm, mấy chục triệu á, họ âm thầm. Tại vì sư phụ đâu có đếm được đúng không? Nhưng mà ở trên nói, mỗi lần cái sư phụ nói khoảng bao nhiêu. Cái gì nó hồi xưa là người Công giáo mà họ không tin. Bây giờ Công giáo âm thầm mà nhiều lắm. Rồi cái hồi xưa thì mấy tăng ni rồi cũng không tin. Bây giờ mấy vị nói giờ tăng ni mà biết tu bây giờ là cũng tin rồi, cũng là đại tử rồi, huống hồ chi là miền Tây nữa. Tất cả những người miền Tây là đa số là hiểu hết rồi, cho nên nếu mà tính ra là cũng ở 30 trở lên á, mà họ âm thầm thôi. Tại vì nếu mà ra mặt quá đó thì trách quyền, rồi bị người xung quanh đó,